Hãng phim Bom Tấn Bu Thúi xin trân trọng giới thiệu phim bộ dài tập Bu Thúi và 7 kg dựa trên câu chuyện có thật của cuộc đời anh Bu. Chép quần, đứa con rời. Nhìn cái tướng ngồi bể nợ này, tôi nhìn qua hai cái tướng ngồi thiếu nợ này là biết tụi nó có chung địa chỉ với số nhà. Sẵn đây tôi xin giới thiệu những thành viên trong sổ hộ khẩu của gia tộc Bu Thúi. Cái thằng mới nãy gặm cái lượt đầu clip, nó đang hấy tôi đó. Không biết nó có phải là con gơi con gớt của thằng Bu không, chứ cái ánh mắt của nó lúc nào cũng hận đời vậy nè. Đây nè, cái thằng cha nuôi của nó hồi nhỏ nè, lúc nào cũng nhìn đời bằng nửa con mắt, rồi mỗi lần thả tụi nó ra ngoài chơi, mọi người để ý thấy thằng nào cái mỏ đang gặm hết cái này tới cái kia, tới cái cây trong nhà mà nó còn không tha, đích thị là hắn, chính hắn đang tắm cho thằng Bun. Quay qua quay lại thấy cái bông tắm mất tiêu là biết cái bông tắm biến vô trong mỏ của thằng Bon rồi đó. Vừa mất cười mà vừa mất quạo. Sắp tới tôi về thêm 4 đứa như này nữa, lỡ cái mỏ mà giống thằng Bon chắc tụi nó tha cái nhà của tôi đi luôn quá. Rồi rồi,